Tâu Thái Hậu, các quan đại thần đã vào cung. Tâu Nhân. Sang canh về việc trả lời thơ của sứ thần, chắc Thái hậu đâu có thì giờ cân nhắc. Quan Phật đạo vẫn chưa về đến triều đình, việc nơi biên cương tôi chưa thông rõ tình hình thì tôi chưa thể trả lời thơ của sứ được. Để cho việc này chậm trễ thật đã quá rõ ràng. Tại sao mãi tới giờ đây Phật đạo tôi cũng vẫn chưa trở về nước nhà, đang lâm nguy dấu mong bằng tâm gì? Là một vị tướng thần quân đi về tình yêu gọi ông không trở về ngay, tức là có ý đây. Đã có lần tôi thưa qua nhưng lĩnh bà đều nghi ngại, mười đạo quân trong tay có lẽ hoàng là mầm nguy hại, thì làm sao ta có thể thủ cho công an. Sự thật ấy như rồi sẽ lấy gì nữa để mà biện bạch? Đức ông chứ quá đa nghi, làm sao mà có chuyện đó được. Hãy chờ xem có chuyện gì đã ngăn cản ông không kịp về, chứ không phải nhận định bất trung. Thì ra tới hậu vẫn tin tưởng nơi Lê Hoàng ông sẽ làm biên thùy này nhập mau ba quân, chặt chí vào qua lư sẽ dẫm nát cả kinh thành. Khi Thế hậu biết được Lê Hoàng thì cơ nghiệp này nát tan. Chờ đợi cho đến khi cơ nghiệp của nhà Đinh tan nát thì đã quá muộn rồi, phải không Thái hậu? Không phải khi đâu đức ông ngoại giáp. Không phải vậy chứ như thế nào mới gọi là phải? Tại sao thập đạo tướng quân vẫn chưa trở về đây? Ông không tuân lĩnh triều đình tự chuyên này nọ, hay là bởi có những bàn tay nào ngăn chặn? Ai đã ngăn chặn? Ba người của triều đình phái đi mời quan thập đạo, kẻ bị giết chết, kẻ bị thuốc mê, kẻ bị người ta bắn lén. Tâu Thái hậu, có bắt được thủ phạm chăng? Thủ phạm là ai các ông đã thừa hiểu. Vậy mà bây giờ các ông lại khéo hỏi tôi tại sao là ai? Thì ra bây giờ Thái hậu là muốn đổ tội cho các bậc đại thần đã trọn đời vì nhiếp cả của Tiên Vương à? Quan ngoại giác, xin quan ngoại giác triệu tập bách quan vào cung cho mọi việc trắng đen được rõ. Triệu tập bách quan vào đây à, phải ta cần làm ngay. Tôi thấy chưa cần lắm đâu. Tâu Thái hậu, xin Thái hậu đừng để cho một tia lửa nhỏ có thể bừng lên đốt cháy cả khu rừng. Đây, tờ vụ đây, chúng tôi đã thảo sẵn sàng. Xin Thái hậu hãy phê vào đây một chữ. Phê vào đây. Tâu chân. Để cất bỏ Lê Hoàng. Chính là như vậy. Để nộp lông bào cho giặc. Trước tình thế này, ta nên nộp cho bọn chúng là hơn. Xin các đức ông biết chưa, ngày xưa khi ta vừa dẹp xong loạn 12 sứ quân, nước ta tuy còn thiếu, ta còn dám tự xưng là hoàng đế chẳng cần ai phong cho. Tên nước ta đặt là Đại Cồ Việt, chứ không phải là một nước Việt nhỏ bé tầm thường. Ngày nay nước ta trên dưới một lòng, tuy có rối rắm đôi chút mà ta lại chịu khuất nộp lông bào cho bọn nhà Tống hay sao? Tâu Thái hậu, xin Thái hậu biết cho, đây chỉ là kế quản binh thôi. Ta không nên vội làm thế. Tôi tuy là đàn bà, không
không có tài võ tướng như bà Trưng, bà Tiểu cởi đầu do dữ, nhưng tôi cũng quyết đáp bằng sóng gió, vượt lên trên mọi nhu nhược thường tình. Xin Thái Hậu hãy phê đi, để cho bằng có đủ thì giờ chân chỉnh ba quân mà lo bề nhân vật, còn bằng không thì triều đình này sẽ đổ nát vì một ông Lê Hoàng trí hẹp tài non. Chuyện khi nào nói mau. Tiểu tướng vừa ra khỏi cửa sông, gặp ngay chiến thuyền quan Thập Đạo. Ông đã về, hiện đang ở ngoài cung, muốn xin được vào đây bái yến. Lê Hoàng về triều, hãy mời quan Thập Đạo tiến triều, hiện có các đại thần đang đợi. Cung nữ, yeah, hãy thắp đèn lên cho nội cung sáng rực. Ta muốn chung quanh ta ánh sáng phải chăng hòa.
Tâu Thế Hậu, người ngồi chấp tranh thay vua, xin trả lời cho biết ta phải nộp long bào và trả lời thơ cho sứ thần như thế nào? Nộp long bào? Tâu dân thường mang long bào ra đây. Tiên tử đầu tiên này ta quyết không bao giờ